Audio Jungle. Tiếp tục clip này mình quay cho bà con xem về cái kỹ thuật ghép ba cây bơ lại một thân giống như ghép ở cây sầu riêng. Đây là ba cây bơ, đây mình quay rất là rõ bà con xem là ba cây bơ nha. Ba cây bơ này mình sẽ ghép vào một cây bơ để bà con xem cái chất lượng và cái khả năng sinh trưởng nó rất là cao. Với phương pháp này mình đảm bảo bà con là hiệu quả hầu như là 100%. Thì clip này mình chia sẻ với kinh nghiệm của mình ghép tại vườn thì mình sẽ quay cho các bạn và bà con xem. Thì ở clip trước là mình quay cây sầu riêng rồi, bà con xem rồi đúng không? Nên với clip này bên trái cây thành một lắc sẽ quay cho bà con xem về cái hiện trạng của cái vườn và cách ghép bơ ba cây một thân. Cái phương pháp này nói chung là mình đảm bảo là hầu như chưa có bà con áp dụng. Hôm nay mình sẽ quay cho bà con và sau 20 ngày mình sẽ quay lại clip khảo nghiệm thành công cho bà con xem. Thì cái chiều dài vết vát cũng từ 2 đến 2,5cm và cái miệng ghép bà con mở từ 2,5 đến 3cm. Đó, chúng ta nói chung là từ 2,5 đến 3 chúng ta vát theo hình lưỡi gà nha, đừng để lưỡi gà nha, chúng ta vát thật quán á. Thì đây mình sẽ quay rất chi tiết cho bà con xem về cái hình thức ghép này, nói chung là rất là hiệu quả và cao. Thì clip này nói chung mình quay cũng rất là chi tiết để bà con xem về phương án ghép cây như thế này, bơ ghép bơ ba thân một ngọn rất là hiệu quả thôi. Thì clip này bà con cũng đăng ký kênh đi để theo dõi tất cả clip tiếp theo. Thì về cái dụng cụ mà dao ghép thì mình cũng nói chung qua là mình có dây quắn, kéo bấm cành, dao lọc giấy. Đó thì nó cũng đơn giản như thế, bà con chuẩn bị và chui vô thôi. Cái này thì không cần chui ghép, chúng ta chỉ chui thân vào thân thôi. Cái này nó sẽ thành hai góc nuôi một thân, hay nghĩa là ba góc nuôi một thân, rất là hiệu quả. Thì clip này bà con cứ đăng ký kênh đi, mình sẽ cập nhật và luôn cập nhật những video hay để con xem. Xin cảm ơn bà con. Thank you.